Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Các nền tảng cơ bản của Iman là gì? Iman có 6 nền tảng cơ bản là tin tưởng nơi Allah, tin vào các sứ giả của Allah, tin vào các kinh sách, tin vào các thiên thần, tin vào ngày tận thế và tin vào định mệnh tốt và xấu.